Xin chào mọi người nhé. Mọi người hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu gối hồ ly cao cấp bên mình cho các bạn xem nhé. Mẫu này kích thước là 45-45 nhé các bạn ạ. Lông bên mình là lông hàng cao cấp nhé. Đằng sau có khóa thật được nhé các bạn. Đây, lông một mặt và đằng sau có khóa thật được và là có lõi bông bên trong hết nhé các bạn. Lông rất chi là tơi và đẹp luôn. Quay cho các bạn xem. Các bạn muốn tơi hơn thì các bạn cứ rũ ra hoặc là các bạn hoặc là các bạn ấy nhá. Rồi, tí nữa quay liền lại. Trẻ đẹp luôn.